Khi nhập diệt, Đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, có phải các vị Phật đã trở thành ánh sáng, sóng ánh sáng? Ánh sáng này mang năng lượng tỉnh giác, trí tuệ, không phải ánh sáng do mặt trời chiếu. Đáp: Khi nhập diệt, bỏ xác thân này tức là chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi tức là chấm dứt sự đau khổ của muôn vạn kiếp làm chúng sanh. Khi chấm dứt tái sanh luân hồi thì không trở thành ánh sáng, sống ánh sáng, mang năng lượng tỉnh giác trí tuệ. Khi vào niết bàn bỏ xác thân này thì chư Phật luôn luôn lúc nào cũng ở trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Chủ tâm không còn ái dục. Lúc còn sống, khi tu xong, chư Phật đều ở trong niết bàn này. Cho đến khi chết thì trạng thái này vĩnh viễn không bao giờ mất, chứ không trở thành sóng ánh sáng như người khác tưởng, mà là một từ trường trong muôn vạn từ trường khác. Nhưng nó lại thanh thản, an lạc và vô sự. Trong không gian có một từ trường thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, người tu hành giữ gìn tâm không phóng dật là ở trạng thái từ trường đó, nên tâm chúng ta và từ trường đó là một. Nếu trong không gian mà không có từ trường đó, thì chúng ta không tu tập có được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cũng như có tứ đại bên ngoài, thì thân tứ đại của chúng ta mới tồn tại. Hay nói cách khác cho hiểu rõ ràng hơn, có tứ đại bên ngoài thì mới nuôi sống thân tứ đại của chúng ta. Nếu bên ngoài không có tứ đại thì thân tứ đại của chúng ta cũng không có. Cho nên trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự bên ngoài không có thì tâm chúng ta cũng không giữ gìn được thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, khi một Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì không bao giờ trở lại tái sanh đời này nữa. Chỉ có những người tu chưa xong nên còn mầm tái sanh và nợ nhân quả chưa dứt, tức là còn duyên với chúng sanh. Còn duyên với chúng sanh tức là còn tâm tham, sân, si. Còn tâm tham, sân, si tức là còn tương ưng với chúng sanh, vì chúng sanh còn tâm tham, sân, si. Do đó, còn đi tái sanh luân hồi làm con của những người khác. Thật là khổ đau vô cùng, vô tận, từ kiếp này đến kiếp khác.